Đây là vận động viên Hoàng Văn Tám, võ sĩ từng có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu ở bộ môn Karate, đang tập luyện để chuẩn bị tham gia tranh tài ở nội dung Fighting, bộ môn Jujitsu. Còn đây là vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trúc, vận động viên sinh năm 2005 này, xuất phát từ bộ môn vật. Nhưng từ năm 2021, cô gái này đã chuyển sang thi đấu ở nội dung Newaza Gi của bộ môn Jujitsu và giành được nhiều thành tích ấn tượng. Điểm đặc trưng của bộ môn Jujitsu là quy tụ các vận động viên có xuất phát điểm từ các bộ môn như vật, Karate hay Judo tham gia thi đấu ở nội dung Fighting, Newaza Gi, No Gi. Ở giải đấu năm nay, đội tuyển Jujitsu gồm 10 vận động viên tham gia đầy đủ 3 nội dung trên các hạng cân thi đấu. Trong đó có 7 vận động viên tham gia ở nội dung Fighting, 2 vận động viên ở nội dung Newaza Gi và 1 vận động viên ở nội dung Newaza No Gi. Trong năm 2022, bộ môn Jujitsu đã tham gia thi đấu tại các giải trẻ, giải cúp, giải mở rộng và giành được một số thành tích nổi bật như giành được ngôi thứ 3 toàn đoàn tại giải vô địch trẻ quốc gia, thi đấu xuất sắc và mang về 9 huy chương tại giải cúp. Giành được những thành tích ấn tượng trong năm vừa qua, ông Anh Tuấn, trưởng bộ môn Jujitsu Thanh Hóa vẫn cho rằng bộ môn còn nhiều sự khó khăn như lực lượng vận động viên mỏng, mới chỉ có 2 huấn luyện viên liên quan đến chuyên môn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây lại là bộ môn thể thao được các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện hết mức từ trang thiết bị dụng cụ, tập huấn đến dã ngoại và thi đấu cọ sát. Được đánh giá là vận động viên nổi bật ở thành tích và có thể tranh chấp huy chương vàng, Nguyễn Thị Thanh Trúc tham gia ở nội dung Newaza Gi, mong muốn cùng với toàn đội đạt thành tích tốt xứng đáng với công sức tập luyện của các em trong những ngày qua. Một năm vừa qua thì đội em đã có nhiều cơ hội để tham gia những giải đấu lớn như là giải cúp và giải trẻ, đạt được thành tích rất là tốt. Và đội em đang tập luyện tích cực để hướng tới đại hội 2022 để đạt nhiều thành quả tốt. Là người luôn sát sao hướng dẫn các vận động viên trong những ngày tập luyện bộ môn mới Jujitsu, huấn luyện viên Anh Tuấn mong muốn toàn đội cố gắng hết mình, vận dụng tốt những kỹ năng mà ban huấn luyện đã chỉ dạy để giành được những thành tích cao nhất. Mong muốn nhất của tôi đó là tôi muốn nói với các ban huấn luyện cũng như các vận động viên là các em phải cố gắng hết mình để giành thành tích cao nhất. Chúng ta đặt ra cái mục tiêu của chúng ta để làm sao nó làm cái tiền đề để chúng ta phát triển những cái bước sau này. Và mong rằng các em sẽ bằng cái tinh thần của người Thanh Hóa, bằng cái tinh thần của bộ môn, bằng cái tinh thần của tất cả cá nhân của chúng ta để làm sao nó duy trì thể trạng tốt nhất và cố gắng chúng ta thực hiện được tất cả các yêu cầu chiến thuật của ban huấn luyện và chiến đấu từng trận đấu và từng hạng cân một để chúng ta giành thành tích cao nhất trong Đại hội Thể thao toàn quốc. Ngày 12 tháng 12 sắp tới, Jujitsu Thanh Hóa sẽ chính thức bước vào cuộc tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022.